xin nghe ạ. Alo, dạ chào chị. Em là tín binh bộ phận giao hàng của công ty Minh Phụng ạ. Dạ em tới giao cho mình cây đàn K2 nữa đặt hồi sáng ạ. Dạ vâng ạ, anh để em xíu xuống liền ạ. Dạ em chào chị. Em bên hôm nay em biết là bên công ty mình biết là hôm nay mình có tặng sinh nhật bạn trai á. Cho nên công ty em có chuẩn bị món hoa để mình tặng cho bạn trai của mình. Dạ rồi. Dạ bây giờ em sẽ giúp mình mang vàng lên setup nha. Dạ. Tình yêu của tôi không phải là một mối tình làm đau lẫn nhau, không phải là một mối tình không được phép, cũng không phải là một mối tình đáng thương. Tất cả đều không đúng, nó giống như những tình yêu khác thôi, chỉ là nó đến hơi chậm nhưng không trễ, chỉ là chúng tôi sợ bên nhau khi còn có thể. Em biết đam mê của anh là âm nhạc, suốt những năm tháng đại học, chúng ta đã từng có ước mơ một ngày nào đó anh sẽ đàn cho em nghe trên cây đàn Kissman K250. Đây là một thương hiệu vô cùng nổi tiếng của Anh Quốc mà em và anh rất thích. Bấy lâu nay vì lo cho gia đình nên anh không mấy quan tâm để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng hãy để em cùng anh viết tiếp lên những ước mơ đó anh nhé. Em đã đặt mua cây đàn Kissman K250 tại cửa hàng nhạc cụ Minh Phụng. Em biết cửa hàng đó mà, cửa hàng mà mỗi lần đi ngang qua, anh đều đứng đó thật lâu, đang ngắm nghía mà chưa một lần bước qua cánh cửa. Đây là mẫu đàn hot nhất hiện nay, người yêu bé nhỏ của anh cuối cùng cũng đã tự mua được một món quà to bự cho người yêu em rồi. Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã luôn bên cạnh em, tiếp thêm sức mạnh cho em để giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đã đến lúc hai chúng ta cùng nhau tận hưởng bản tình ca ngọt ngào, bản tình ca mà chúng ta phải đợi đến 3 năm mới có thể cất lên. Em, anh, chúng ta sẽ cùng đi trên những con đường, luôn nắm tay nhau, yêu nhau.